Zippo 1963 sọc dưa nha mấy anh. Đây dòng sọc dưa díp xưa á, mà dòng sọc dưa này rất là hiếm cho nên là thường díp xưa họ sẽ làm trơn. Tay á, nó không có như tay nó không có như người châu Á mình nó diêm vúa màu mè đâu. Díp của nó díp xưa rất là đơn giản, nó làm rất là đơn giản cho nên là cái mấy cái dòng sọc dưa này hồi xưa nó làm mà đã hiếm rồi ha. Nó hiếm có rồi. Nó làm về tay nó chơi đơn giản lắm cho nên díp mà xưa rất là đơn giản, nó không có diêm vúa như như người châu Á mình đâu. Con này là 1963 nha mấy anh. Này bát pen của nó 251719119963 nha. Con này là sọc dưa ha, tiếng rất là hay. Đó. Bánh xe sỏi chỉ bắp bột lưỡi gà lá lúa ha, lưỡi gà đã làm lại cho nó mạnh rồi cho nên tiếng nó rất là hay. Tại vì giúp xưa thường tiếng của nó không có hay đâu, nhưng mà cây này là em đã làm lưỡi gà lại cho nó mạnh, cho nó làm tiếng luôn rồi cho nên là tiếng nó rất là hay. Đó, bắp bột lưỡi gà lá lúa, bánh xe sỏi chỉ. Đây bát bên của nó 251719119191 251719191 thấy không. Cái này ruột của nó là ruột 64 á, nó lịch một năm là bình thường thôi ha, nó chuyện bình thường của díp đó. Bát bên 251719191 đó. Còn đẹp lắm á, cái díp còn rất là đẹp luôn. Cái díp xưa mà cái 63 mà còn như vậy là còn rất là đẹp luôn, anh nhìn đi. Đó, còn rất là đẹp luôn, sọc dưa nha, mà còn rất là đẹp nha. Có chỗ cho anh khắc tên luôn, không cấn móp gì hết. Đó, không cấn móp gì hết luôn. Đó, tình trạng rất là đẹp nè, 963 lận nha. 1963 nè. Chữ xéo mọc ngược luôn, chữ xéo mọc ngược bất bột. Tiếng rất là hay nè. Tiếng đã không? Tiếng rất là đã ha. Bắp bột, lưỡi gà, lá lúa, bánh xe sao chỉ nha. Xích cái tay ở đâu quá.